gạt mày nè. Em không biết là ngoài sau kia có người hay không nữa chứ. Nó bên đồi bên kia mọi người. Tóc con của em nó cứ chọt 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 vào mắt đó mọi người. Một đầu. Rồi ba em như thế này nữa thì tụi kia chết chắc rồi. Hình như em thấy một đứa nó nằm cỏ bên này, thằng đồ cỏ này. Thì từ em như có tiếng gần này mọi người. Em thấy nó nằm này. Còn một thằng thôi. Còn một thằng thôi mọi người ơi. Chắc dưới kia. Em thấy tụi kia nó cứ bắn. Nó cứ bắn ở phía dưới. Đây nè, đây nè, đây nè. Không trượt phát nào luôn. Em chào anh Tuấn Công. Hello anh. Em chào anh Lô Kim. Hello bé, lâu rồi mới vô xem live. Sao mọi người không vào thường xuyên đi? Em nghe cái từ lâu rồi của mọi người nghe buồn queo luôn á. Em chào anh Thành Đô. Hello anh. Top luôn, top luôn. Em nghĩ là em sẽ không có kill nữa kìa. Ai về cũng được 12 kill, top 1 cũng được chứ mọi người. Cũng được chứ nhờ. Đâu có đến nỗi tệ đâu. Xuất sắc luôn mọi người, xuất sắc luôn. Ghê gớm. Trời ơi, hiền nó hiền bro lắm. Hiền bây giờ bro rồi, hiền khác xưa rồi. Hiền bây giờ khác xưa tí rồi mọi người ạ. À. Hiền không còn gà như xưa đâu. Cũng ghê gớm phết. Vàng PC chỉ mua hai máy á. Trên 2.